Và ngay bây giờ sẽ là thông tin được nhiều quan tâm, đó là tình hình nước lũ từ các con sông ở miền Bắc. Diễn biến cụ thể về nước lũ hiện tại là như thế nào, anh Quốc Sáng? Vâng, đã có những cái dấu hiệu khả quan là nước lũ ở khu vực thượng nguồn sông Hồng thì đang bắt đầu xuống dần. Cụ thể là trên nhánh sông Thao qua khu vực Lào Cai và Yên Bái, dự báo ngày mai lũ sẽ xuống dưới mức báo động 2. Ở khu vực Phú Thọ thì lũ sẽ xuống dưới mức báo động 1. Bên nhánh sông Lô qua khu vực Tuyên Quang và Vũ Quang, ngày mai dự báo sẽ xuống dưới mức báo động 3. Vì thế mà tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Tuyên Quang sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì nước lũ lại đang dồn về khu vực Hạ Du, khiến cho lũ ở Hạ Du đang lên cao hơn. Nước lũ đổ vào các nhánh sông đáy qua Hà Nội và Hà Nam, cũng như sông Hoàng Long qua Ninh Bình sẽ đều lên trên mức báo động 3. Bên nhánh sông Thái Bình, các sông Cầu qua Bắc Ninh, khu vực sông Thương qua Bắc Giang và sông Thái Bình qua Hải Dương cũng sẽ đều vượt mức báo động 3, tức là mức lũ khẩn cấp. Và theo dự báo là tại thủ đô Hà Nội thì trong chiều tối nay, lũ qua sông Hồng tại Hà Nội sẽ ở mức dưới báo động 3 và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Với mức báo động lũ này sẽ tiếp tục gây ngập ở vùng ngoài đê, khu vực bãi giữa sông Hồng và một số nơi ven sông thuộc quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên và Gia Lâm. Các khu vực còn lại là lưu vực các nhánh sông nhỏ ở ngoại thành Hà Nội như là sông Tích, sông Bùi hay là sông Cà Lồ thì lên cao vượt mức báo động 3, gây ngập ở các bãi nổi, vùng trũng thấp thuộc các huyện ngoại thành như là Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức và Ứng Hòa, Sóc Sơn. Ngoài Hà Nội thì ngập lụt có khả năng sẽ gia tăng ở các vùng trũng thấp ven sông thuộc các tỉnh như là Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và Ninh Bình do lũ đang dồn về Hạ Du. Và lũ cao có thể ảnh hưởng tới một số vị trí sung yếu trong hệ thống đê kè công trình ven sông. Không ngoại trừ khả năng lũ sẽ gây tràn vỡ các đê bồi ở ven sông. Lưu ý thì đây mới chỉ là tuyến đê bên ngoài đê chính và có quy mô là nhỏ hơn và thấp hơn. Có tác dụng là để bảo vệ vùng dân sinh, kinh tế ở ngoài khu vực bãi ven sông hoặc là bãi nổi ở lòng sông. Cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi. Và xin được lưu ý tới quý vị là mưa ở vùng núi phía Bắc đã giảm, tuy nhiên nguy cơ về sạt lở lũ quét vẫn rất cao. Anh Quốc Sáng sẽ còn trở lại để cập nhật thông tin về nguy cơ sạt lở lũ quét tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Còn tính đến 13 giờ 30 phút chiều nay, số người chết và mất tích trong trận bão lũ lần này đã lên tới 296 người, tăng 4 người so với báo cáo trước đó hơn 2 tiếng. Cụ thể là đã có 155 người chết, 141 người mất tích. Thiệt hại nặng nhất vẫn là Lào Cai với 155 người chết và mất tích. Tập trung nhiều nhất là ở huyện Bảo Yên do sạt lở. Còn ở Cao Bằng có 52 người chết và mất tích tại huyện Nguyên Bình. Thượng nguồn sông Hồng mưa đã giảm bớt, tuy nhiên lũ dồn về hạ lưu cộng với mưa lớn trở lại tại khu vực đồng bằng nên tình trạng ngập có thể còn gia tăng. Tại tỉnh Lào Cai, nghiêm trọng nhất là trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra sáng ngày hôm qua tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã vùi lấp hàng chục hộ dân. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã tìm được 34 thi thể, hơn 40 người sống sót. Lực lượng công an, quân đội sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm sẽ tiến hành xuyên đêm. Trước đó, thời điểm xảy ra sạt lở vào lúc sáng sớm khi mà mọi người còn chưa ngủ dậy nên không kịp chạy dẫn đến thương vong lớn. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cũng như lực lượng cứu hộ cứu nạn quân khu 2 đã nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Di động khoảng hơn 150 người thì sẽ đi 6 cây số đi từ cửa sông Phúc Long gắn với chỗ sông chảy tìm kiếm ngược vào. Thế còn lại thì sẽ tập trung một cái mũi chủ yếu là sẽ tại cái khu vực Bản Nù này với cái quân số khoảng hơn 250 người nữa để thực hiện việc tìm kiếm. Thế và đến thời điểm này thì đối với lại 37 hộ dân ở trên địa bàn ảnh hưởng với 158 nhân khẩu, 5 trường hợp thương nặng thì chúng tôi đã bố trí ra bệnh viện tỉnh và đã phối hợp với lại bệnh viện Việt Đức để hội chẩn và cứu chữa kịp thời. Đến thời điểm này là có 30 người đã chết và như vậy là cái thiệt hại có thể nói rằng vô cùng là to lớn. Trong bối cảnh ngập lụt gặp vô vàn khó khăn thì các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã vừa tổ chức hội chẩn cấp cứu với Bệnh viện Việt Đức để tìm phương án điều trị cho các bệnh nhân gặp nạn trong các vụ sạt lở vừa qua ở tỉnh này. Một số ca bệnh tiên lượng nặng, trong đó có ca bệnh là trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, thì ngay sau lưng tôi đây là một ca bệnh đến từ huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai ạ. Và ca bệnh này thì vừa mới ra khỏi cái vùng sạt lở ở nhà máy thủy điện. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang đi hội chẩn để có thể là có những cái phương án xử lý, điều trị bệnh cho ca bệnh này ạ. Và đây là một trong số những nạn nhân còn sống sót. Chồng em phải chui ra cổng nên là mọi người, mấy anh em mà không bị thương đã đào được chồng em ra, nhưng mà không có đường để ra bệnh viện nên là mình lại chơi mỗi ngày một đêm ở nhà. Sáng nay mình không thấy nước nhiều rồi nên là mình mới đưa được lên Lào Cai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, ngày 11 tháng 9 đã tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho 10 bệnh nhân bị thương nặng trong các vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua. Trong đó nhiều nhất vẫn là huyện Bảo Yên, có 5 trường hợp. Di chuyển được 5 nạn nhân trong số những nạn nhân nặng tại Bệnh viện Bảo Yên lên trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong 5 bệnh nhân này thì có 2 bệnh nhân rất nặng. Những tổn thương của bệnh nhân đó là những cái vấn đề liên quan đến sạc bùn và đường thở. Chúng tôi đã cố gắng bằng những cái biện pháp chuyên môn, hội chẩn xin ý kiến các thầy cô, các bác sĩ tuyến trung ương để có những giải pháp chăm sóc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hiện tại thì các chỉ số của bệnh nhân tương đối ổn định, tuy nhiên là về tiên lượng những ngày phía trước vẫn còn dè dặt. Nằm ở đây, mỗi người một cảnh ngộ thương tâm. Có những em bé được lôi ra từ bùn đất và vẫn đang phải đấu tranh với đau đớn vì bị đa chấn thương khắp cơ thể. Con với em trai thì nằm thoi thóp ở đây, còn mẹ với lại các cháu chưa tìm được. Buồn lắm. Đứa cháu đang nằm đây là chui đi hơn cây số thì người ta vớt được. Vâng, còn đứa con trai cũng chui cũng hơn cây, họ vớt được thì mới đem lên đây. Chiều nay, các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức cũng đang nỗ lực phẫu thuật cấp cứu trường hợp nam bệnh nhân là nạn nhân của vụ lũ quét kinh hoàng tại Lào Cai, được chuyển lên từ bệnh viện huyện Bảo Yên. Còn tại Tuyên Quang, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã mổ đẻ thành công cho sản phụ trong bối cảnh mất điện phải dùng đến đèn điện thoại. Trước đó, bệnh viện đã phải sử dụng máy phát điện vì nguồn điện gián đoạn, nhưng chưa qua máy phát điện đột ngột dừng lại. Trong khi đó, một sản phụ 39 tuần được gia đình và lực lượng cứu hộ vận chuyển bằng cano vượt lũ vào viện. Do mang thai ngồi ngược, sản phụ có dấu hiệu suy thai, cần mổ ngay. Bệnh viện đã huy động nhân lực và sử dụng đèn điện thoại, đèn soi của khoa tai mũi họng chiếu sáng phòng mổ. Vừa thiếu dụng cụ, vừa thiếu ánh sáng, nhưng các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và đón bé trai nặng 3 cân chào đời. Thông báo nhanh của tỉnh Tuyên Quang cho biết là hiện tại có 3 trạm thông tin bị mất điện, gián đoạn truyền tín hiệu ở huyện Kim Xuyên, Ninh Lai và Hợp Hòa. 3 tuyến cáp quang bị đứt tại Sơn Dương, gần 250 cột điện gãy đổ và 3 tuyến đường điện bị hư hỏng nặng. Vâng, việc liên lạc với những khu vực đang bị cô lập do lũ đã bị gián đoạn hoàn toàn. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Bảo Linh tại tuyến đường huyện xã của thị trấn Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Không đi được em ạ, đến chỗ đập tràn có khả năng còn sâu tới 4 mét nữa cơ, 4-5 mét nữa cơ. Nước chưa rút được nên không thể vào được rồi. Em là có tìm cách nào để liên lạc với gia đình ở trong rồi. Những cuộc điện thoại nhờ người tìm cách liên lạc với người thân. Những bao gạo, thực phẩm, thuốc men mang đi rồi mang về. Một số điểm ngập sâu tại các xã vùng xa của Chiêm Hóa tới hôm nay là ngày thứ 3 bị cô lập và đã mất liên lạc hoàn toàn bởi không có lưới điện, không có sóng điện thoại. Đang ngập 6 mét, chưa qua được. Người thân của em thì không liên lạc được. 3 ngày, 4 ngày nay không liên lạc được cho ai hết. Tất cả đều bị cô lập, mất điện. Xem đường em như thế nào, em tìm mọi cái phương thức để mà liên lạc lại với người thân. Từ hôm kia chị không liên lạc được với người nhà. Sốt ruột. Thế là cũng muốn xuống để xem tình hình như thế nào ấy. Bây giờ không liên lạc được với người nhà, hiện tại mình ở trên đây 3 ngày rồi. Vâng. Sốt ruột quá nhưng bây giờ biết làm nào được. Không cách nào về được. Nước xuống nhưng mà cũng còn xuống chậm. Chúng tôi vẫn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện thường trực và đảm bảo làm sao cho cái liên lạc và cũng như là không để cho thiệt hại về tính mạng của nhân dân và cái cung cấp nhu cầu thiết yếu nhất cho bà con nhân dân nơi vùng đang bị cô lập. Hiện lũ trên các sông đang xuống, tuy nhiên tình trạng sạt lở đang diễn ra trên diện rộng tới gần 150 xã của tỉnh. Việc đi lại trên các trục giao thông tuyến huyện xã khá nguy hiểm bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện tốt các cái phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng trong phòng chống thiên tai.
tổ chức lực lượng thường trực 24/24 canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông qua lại cho người dân và phương tiện, nhất là tại các ngầm, các tràn, các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc là có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết là không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn hay là chủ quan. Chiều nay, được lệnh của Bộ Quốc phòng, một máy bay trực thăng của công ty trực thăng miền Bắc, binh đoàn 18 đã khởi hành đi cứu trợ bà con vùng lũ tại Cao Bằng. Máy bay xuất phát tại sân bay Gia Lâm vào lúc 13 giờ chiều nay, hạ cánh tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng lúc hơn 14 giờ, vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm tới bà con và quay trở lại sân bay Gia Lâm vào lúc 15 giờ 25 phút chiều nay. Cùng với đó, hiện 3 trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không, Không quân cũng đã trang bị đầy đủ, sẵn sàng lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. 3 trực thăng bao gồm 2 trực thăng Mi-171, Mi-17 trực tiếp tham gia cứu trợ và một chiếc máy bay Mi-8 dự bị. Đoàn sẽ chia làm 2 tổ bay tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển phao cứu sinh, hàng hóa và lương thực thiết yếu. Sau khi xác định được phương án thực hiện nhiệm vụ, trực thăng sẽ cứu hộ cứu nạn bằng phương pháp treo cầu hoặc là hạ cánh tại bãi, thả hàng để vận chuyển nhu yếu phẩm. Trong đợt mưa lũ lịch sử này, thì thành phố Yên Bái cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Yên Bái. Sáng nay, ngay khi nước có dấu hiệu rút, thì người dân thành phố đã bắt tay vào công việc dọn dẹp vệ sinh. Chỉ cách đây 2 ngày thôi thì mực nước đã dâng cao lên bằng tầng 1 của một tòa nhà như thế này. Và hiện nay thì nước đã rút nhưng mà người dân ở đây thì cũng đang tất bật dọn dẹp vệ sinh. Sau khi nước rút, salon tóc của gia đình anh Tuấn đã bị thiệt hại tới 80%. Thiết bị làm tóc gần như hư hỏng, nhà cửa ngập trong bùn đất. Hỏng hết rồi, hàng hóa với tủ gương kính rồi là nhà cửa bị ngập hết lên tới tầng 1. Mình chắc là khoảng một tuần nữa mình sẽ sắm sửa lại mới đủ được cơ sở vật chất để hoạt động lại. Ngoài dọn dẹp trong nhà mình, bà con tại các tổ dân phố cũng chung sức dọn dẹp đường phố và cả giúp đỡ lẫn nhau, luân phiên hỗ trợ từng nhà. Công ty môi trường thì họ phải thu gom thì họ không đến gom ngay lập tức, và bà con dân phố cùng tương trợ lẫn nhau để dọn dẹp vệ sinh của từng nhà một, sau đấy chuyển sang nhà khác. Và cũng rất là mong các chính quyền để hỗ trợ bà con làm thế nào để vệ sinh, để sát khuẩn. Dù đã có điện trở lại và nước không bị cắt, nhưng lượng rác thải và bùn đất lớn cũng khiến người dân rất vất vả để dọn dẹp và lo lắng cho vấn đề vệ sinh môi trường sau lũ. Vấn đề công tác vệ sinh và phòng bệnh là quan trọng và vất vả. Chúng tôi đang phân loại những cái rác nhựa, rác vô cơ riêng ra để sau khi thu gom nó được thuận tiện. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn rất nhiều điểm ngập úng, thậm chí một số điểm ngập sâu phải đi vào bằng thuyền. Nhưng với phương châm nước rút đến đâu, xử lý đến đấy, người dân vẫn đang tích cực dọn dẹp và khắc phục hậu quả ngay sau khi lũ rút. Tiếp tục với các tin tức quốc tế, ít nhất 4 người thiệt mạng, 5 người mất tích và hàng trăm người bị mắc kẹt sau khi mưa lớn kéo dài trút xuống 2 tỉnh miền Bắc Thái Lan khiến nước sông tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất. Tại tỉnh Chiang Rai, giáp biên giới với Myanmar, nước lũ dâng cao khoảng 1 mét và chảy nhanh. Thuyền cao su không thể tiếp cận một số khu vực bị ngập lụt, nơi có hàng trăm người đang bị mắc kẹt và chờ được trợ giúp. Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, dòng chảy nước mạnh. Ảnh hưởng của bão Yagi thì khu vực miền Bắc của Thái Lan những ngày qua đang hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng tới gần 10.000 hộ dân sống tại khu vực này. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc tranh luận hấp dẫn và cân tài cân sức tại thành phố Philadelphia. Tâm điểm thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả truyền hình là một loạt vấn đề có liên quan đến đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bước vào cuộc tranh luận trực tiếp bằng một phong thái tự tin. Bà đã chỉ trích ông Trump về những thất bại trong chính sách đối ngoại, về một nền kinh tế yếu kém và thương mại kỷ lục khi mà ông giữ cương vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Còn về phần mình, ứng cử viên Donald Trump cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden về tỷ lệ lạm phát cao chưa từng thấy và một chính sách nhập cư gây hại cho nước Mỹ. Một trong những điểm nóng của cuộc tranh luận đó là vấn đề chính sách đối ngoại. Hai ứng cử viên đã thể hiện những quan điểm gần như là hoàn toàn trái ngược có liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, hòa bình Trung Đông hay là cuộc chiến tại dải Gaza. Theo giới quan sát, đây là một cuộc tranh luận hấp dẫn giữa hai ứng cử viên Tổng thống và có thể sẽ trở thành một bước ngoặt trong chặng nước rút chạy đua vào Nhà Trắng.
Một phần cầu Carola ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức đã bất ngờ đổ sập. May mắn là sự cố này không gây thương vong. Khoảng 100 mét của cây cầu nối liền khu phố cổ lịch sử của Dresden với khu vực khác trong thành phố đã rơi xuống sông Elbe. Hiện toàn bộ khu vực này đã bị phong tỏa. Trong khi giao thông đường sông tạm thời đình chỉ, người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra sự cố. Phần cầu bị sập là khu vực dành cho các tuyến xe điện và người đi bộ. Phần cầu dành cho xe cơ giới không bị ảnh hưởng. Sự cố cũng đã làm hư hại hai ống dẫn nhiệt, cắt đứt hệ thống sưởi tại khu vực dân cư xung quanh. Các cơ quan chức năng đang tiến hành đánh giá thiệt hại nhằm ngăn nguy cơ sập thêm các phần khác của cây cầu này. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn chị Trần Hằng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, bão số 3 và mưa lớn diện rộng đang gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương. Vậy thì bà con cần làm gì để giảm thiểu thiệt hại và sớm khôi phục sản xuất? Khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có ngay sau đây. Bão số 3 và mưa lũ diện rộng đang gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương. Theo cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 11 giờ ngày hôm nay, đã có hơn 160.000 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại. Trong đó thì Hải Phòng là hơn 25.000 ha, Thái Bình 11.000 ha, Hà Nội hơn 27.000 ha. Tổng cộng cũng có hơn 30.000 ha hoa màu bị ngập úng, hơn 16.000 ha cây ăn quả bị hư hại, hơn 1.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Hơn 1.300 con gia súc và 790.000 con gia cầm bị chết. Và trước tình hình này, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và người dân nên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó với những diễn biến xấu do thời tiết gây ra, bảo đảm năng suất các loại cây trồng cũng như là an toàn cho đàn vật nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ hôm qua đã có các đoàn công tác tới các địa phương đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đang trên đường trở về sau khi đi thực tế tại các địa phương. Xin chào Thứ trưởng ạ. Qua khảo sát thực tế thì xin ông cho biết là tình hình thiệt hại và sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng ra sao tại các địa phương? Vâng. Có thể nói là cơn bão số 3 là một cơn bão lịch sử. Nó gây thiệt hại rất là lớn. Ngoài thiệt hại hạ tầng rất là lớn tại cái vùng tâm bão đi qua là Hải Phòng, Quảng Ninh, thì bão đã gây thiệt hại hạ tầng rất lớn ở tại các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Và thiệt hại về người cũng rất là lớn. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi thống kê thì đã có 296 người chết và mất tích. Và số liệu này thì có thể còn tăng lên bởi vì rất nhiều các khu vực ở miền núi thì chúng ta vẫn chưa tiếp cận và có số liệu được. Có 780 người bị thương. Về thiệt hại về mùa màng thì như thông tin vừa rồi đấy, thì đến bây giờ thì đã có khoảng 160.000 ha lúa, 30.000 ha hoa màu bị ngập úng và thiệt hại khá nặng. Và trong đợt này thì ngoài cái thiệt hại về nông nghiệp, về hạ tầng ấy, về người thì có thể nói là các cái thiệt hại về các hạ tầng khác như là viễn thông, về điện vân vân thì cũng rất là lớn. Vâng ạ, vậy thì những cập nhật mới nhất về thiệt hại về đê điều là như thế nào ạ? Và các giải pháp ứng phó của ngành nông nghiệp là gì ạ? Vâng, riêng cơn bão lần này thì cũng đã gây mưa rất là lớn và gây ra cái đợt báo động lớn ở trên các cái sông. Hiện nay chúng tôi thống kê thì mưa lớn đã gây cái báo động 3 và trên báo động 3 ở 37 cái trạm dọc sông Hồng, sông Thái Bình. Riêng 6 trạm mà trên sông Thao đó là Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ, rồi trạm ở sông Cầu ở Thái Nguyên, rồi trạm sông Đáy ở tại Ninh Bình thì đã vượt lũ lịch sử. Riêng ở trạm Yên Bái thì đã vượt lũ lịch sử đến 1,39 mét. Có thể nói đây là những cái mốc lịch sử cho cái sự chịu đựng của cái hệ thống đê điều ở phía Bắc. Lũ thì đã an toàn đến các cái đe dọa an toàn của các tuyến đê. Và thống kê chúng tôi thì hiện nay đã xảy ra 40 sự cố trên các tuyến đê. Những sự cố này chủ yếu là tràn tuyến đê, nứt tuyến đê, rồi là đặc biệt là những sự cố liên quan đến các cái cống qua đê. Và hiện nay thì các cái địa phương đang tập trung nhân lực vật lực theo cái tinh thần 4 tại chỗ, và đặc biệt là cái nhân lực và vật liệu ở tại chỗ để ứng trực 24/24. Chúng tôi cũng vừa qua đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo cái sự cố tuyến đê
ở Phó Đáy tại Vĩnh Phúc, thì có thể nói là lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung phong địa phương vân vân đang tập trung để ứng cứu một cái cống ở tại cái tuyến đê tại Phó Đáy đang có sự cố rất là lớn. Và tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng tôi có thể khẳng định là những cái diễn biến và những cái sự chuẩn bị của chúng ta như thế thì các tuyến đê sẽ đảm bảo an toàn trước cái đợt bão này. Vâng ạ, vậy thì trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì công tác vận hành cũng như là quản lý hồ đập đang được triển khai như thế nào? Theo cái quy trình vận hành các hồ chứa đấy, thì ở phía Bắc thì đến thời điểm này là đầu tháng 9 thì cơ bản các cái hồ đã tích đủ nước. Trừ các cái hồ mà có cái dung tích để phòng lũ, đây chủ yếu là các hồ thủy điện lớn thôi. Thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi cũng đã chỉ đạo các hồ này là phải xả nước trước bão để mà cắt lũ, để điều tiết lũ khi mà bão đổ bộ. Thì ngay trong bão thì như vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến thì các hồ có xả lũ, trong đó có thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình, Thác Bà vân vân thì đều có xả lũ. Tuy nhiên thì cái lượng xả này thì ít hơn cái lượng đến. Như vậy là các hồ này thì vẫn tham gia cắt được lũ, mặc dù là nó có thể là không nhiều nhưng mà có tham gia cắt lũ. Hiện nay thì Hà Nội và cái lưu vực hạ du của sông Hồng thì cũng đang nước đang dâng rất cao. Hà Nội thì sông Hồng đang ở mức cái báo động trên báo động 2, và chúng tôi cũng cho rằng là mức báo động này thì cũng đã ở mức ở mức đỉnh rồi, và khả năng là bắt đầu sẽ mức nước sẽ xuống. Và để giảm cái lũ cho Hà Nội và các tỉnh hạ du thì chúng tôi đã cho đóng toàn bộ các cái cửa xả của thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Hòa Bình. Riêng thủy điện Thác Bà thì vẫn tiếp tục xả, bởi vì như chúng ta đã biết thì thủy điện Thác Bà đã hứng một cái đợt lũ lịch sử. Lượng lũ về Thác Bà là chúng tôi ở thời điểm cao nhất là sáng ngày hôm qua đây, 9 giờ sáng ngày hôm qua là đo được là đến 5.600 mét khối trên giây, trong khi lũ lịch sử về Thác Bà chỉ đạt khoảng 3.000 mét khối giây từ trước đến nay. Như vậy là đe dọa trực tiếp đến an toàn đồ Thác Bà. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo và phân công phó tướng trực tiếp mà đi chỉ đạo tại hồ, và đến thời điểm này thì hồ Thác Bà cũng đã an toàn, bởi vì cái lượng lũ về thì cũng đã giảm dưới cái lượng xả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để điều tiết liên hồ chứa, đảm bảo cho cắt lũ cho hạ du, đồng thời là tất cả các hồ thủy lợi, những hồ lớn nhỏ thủy điện thì chúng tôi cũng đã đều đảm bảo cái chuyện an toàn tuyệt đối. Vâng, cảm ơn Thứ trưởng với thông tin vừa rồi ạ. Và như Thứ trưởng cũng đã cập nhật thì hiện tại thủy điện Thác Bà đã an toàn. Và ngay lúc này thì nhiều địa phương cũng đang bắt tay vào khôi phục hạ tầng sản xuất nông nghiệp sau bão. Nhưng khó khăn là không nhỏ khi mà tại một số địa phương thì hai yếu tố quan trọng đó là điện và nước thì chưa đáp ứng được. Ghi nhận tại huyện Yên Lão của Hải Phòng 4 ngày sau khi bão đi qua. Khu chăn nuôi tập trung xã Tân Viên, tất cả 60 trang trại đều bị bão phá hủy. Đã 4 ngày nay, trại lợn này không có mái. Gặp mưa, sức khỏe đàn vật nuôi yếu dần, nhất là lợn nái. Cả một khu chăn nuôi với số lượng cả trăm ngàn con đang ở tình thế nan giải, thì tỷ lệ hộ có điện nước ở An Lão mới chỉ đạt gần 47%. 5 trại lợn của anh Lợi bị tốc mái. Hiện anh và nhiều chủ trang trại đang cố dùng máy phát điện để duy trì cho 3 chuồng nuôi trong điều kiện giật gấu vá vai. Mua cái vật liệu bây giờ là cực kỳ khó khăn. Từng viên ngói một là đi quắp nhặt của tất cả các đại lý, là từng viên ngói một mà bây giờ cũng không có. Còn nếu bây giờ tạnh giáo thì có thể còn vớt vát được lại. Thế nhưng mà cứ mưa như thế này thì là mất trắng. Thứ hai là bây giờ điện mà cứ không có mà chưa biết đến ngày nào này, thì bây giờ như nhà tôi là có 3 cái trại ở gần đây ấy, là chúng tôi vận hành một cái máy phát điện kia. Đấy thì là bây giờ cứ mỗi một ngày một cái máy phát điện là phải tiêu tốn tiền dầu khoảng từ 3 đến 4 triệu một cái máy phát điện. Còn tại làng Kinh Điền, những hộ bị tốc mái như nhà bà Thương đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực. 1,2 tấn thóc thu hoạch từ tháng 5 dành cho 4 gia đình ăn chờ vụ tiếp theo, giờ đã mọc mầm mà không có cách nào xử lý. Trong khi vụ mới gặp bão cũng chưa biết năng suất thế nào. Chỉ có chờ nắng mới phơi được, chứ giờ có kinh thì chỉ bảo là như thế này thì phơi ra được. Giờ chả đổ ra đâu được cả. Những thiệt hại khó khăn về nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa thể đo đếm con số cuối cùng. Nhưng với mỗi nông dân đã có thể biết bổ thóc chuồng nuôi năm nay đẩy vơi ra sao. Mỗi ngày, trang trại này lại có thêm cả trăm con gia cầm bị chết vì ngập lụt.
Tiếp tục với phần tin 18 giờ của Việt Nam hôm nay. Đập thủy điện Ma Lù Thàng thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thượng nguồn sông Lô đã điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả lũ. Đây là kết quả cuộc làm việc giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tỉnh Vân Nam. Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc đã giảm khối lượng xả tối đa từ 250 mét khối một giây thành 200 mét khối một giây và lùi thời gian xả lũ thành 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024 thay vì 15 giờ. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan của Trung Quốc bảo đảm chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích giữ an toàn cho đập nước. Đối với thượng nguồn sông Nguyên, sông Hồng, phía Trung Quốc khẳng định tất cả các nhà máy thủy điện và đập nước của Trung Quốc không xả lũ. Các cơ quan chức năng hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cập nhật kịp thời, thường xuyên về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc. Hiện nước các sông chảy qua các huyện ngoại thành Hà Nội đang lên cao, có thể đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Chính quyền các địa phương này thì cùng với các lực lượng đang chạy đua với lũ, di dời người dân, giảm thiểu thiệt hại. Tôi đang có mặt ở xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ thì xã Vân Hà là xã bị ngập trên diện rộng toàn xã. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ thì mức nước ngập phổ biến trên địa bàn xã này là từ 30 cho đến 50cm. Nhưng ở những khu vực trũng thấp thì mực nước đã có thể lên tới 1 mét. Gia đình này là một trong số đó. Nghe thông báo lũ sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên, vợ chồng anh Minh đã cùng nhau kê dọn đồ đạc ở tầng 1 lên các xếp. Từ bé đến giờ là chưa bao giờ em thấy nước lớn như thế này. Cho nên là gia đình phải gấp rút chuyển đồ lên nó đảm bảo an toàn. Cùng với xã Vân Hà, nhiều khu vực khác như xóm 21 xã Vân Nam, thôn Hồng Hà, xã Hát Môn cũng đã xuất hiện tình trạng úng ngập. Chủ trương của huyện Phúc Thọ là đảm bảo an toàn cho tính mạng con người là trên hết, theo dõi sát diễn biến nước lên để thực hiện kê kích di dời tài sản hợp lý. Chúng tôi đã chỉ đạo là rà soát các cái hộ diện thấp trũng mà không đảm bảo an toàn tới tính mạng của người dân thì trong vòng ngày hôm nay là phải sơ tán đến nơi an toàn. Còn lại các cái hộ dân ở những nơi cao có điều kiện thì tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị tốt những cái nơi để đưa người dân đến sơ tán kịp thời. Ở thị xã Sơn Tây cách đó gần 40 cây số, người dân này cho biết gia đình anh có một mẫu ruộng, nếu không được công an thị xã hỗ trợ gặt sớm thì đã mất trắng gần 2 tấn thóc. Chả nên nói gì hơn là cảm ơn các anh công an đã gặt giúp gia đình không thì mất trắng cả một năm vất vả. Riêng trong ngày hôm nay, công an thị xã Sơn Tây đã hỗ trợ các hộ dân gặt chạy lúa, buộc dựng lúa được khoảng 25 ha. Tính đến chiều ngày hôm nay, hơn 100 hecta lúa, tức là khoảng 1/3 diện tích lúa ở thị xã này đã được gặt sớm. Lực lượng công an thị xã đã huy động tổng lực công an 15 xã phường xuống hỗ trợ nhân dân gặt lúa, đồng thời là hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản cũng như những người dân ở những cái vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cao, đặc biệt những cái khu vực mà ven sông Tích và sông Hồng đã có cái lệnh báo động số 2 của thành phố để làm sao người dân đảm bảo tuyệt đối an toàn. Dự báo lũ ở hạ lưu còn diễn biến phức tạp, nhiều vùng ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lũ trên sông Hồng và sông Tích như Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, đang chạy đua với thời gian, chạy đua chống lũ. Trước thiệt hại do bão số 3, những ngày vừa qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội các tỉnh thành đã xuống đồng gặt lúa giúp bà con nhanh chóng giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hơn 30 chiến sĩ của lữ đoàn 72 binh chủng công binh trong chiều nay đã lội đồng kịp thời giúp bà con thu hoạch hơn 10 ha lúa vụ hè thu. Những ngày vừa qua khu vực này có mưa lớn, mực nước sông hồ lên cao gây ngập lụt nhiều nơi, nhiều diện tích lúa sắp đến ngày thu hoạch bị chìm trong nước lũ. Tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua thì toàn huyện có hơn 2.400 ha lúa mùa bị đổ và hơn 300 hoa màu bị ảnh hưởng. Còn tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, lực lượng công an và bộ đội biên phòng cũng đã giúp bà con di dời tài sản và xuống đồng thu hoạch các diện tích lúa đang ngập trong nước lũ với phương châm xanh nhà hơn già đồng, làm đến đâu, sạch đến đó.
Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội trên mức báo động 2 đã đạt đỉnh và sẽ xuống chậm. Toàn thành phố hiện có trên 626 km đê. An toàn 28 điểm đê xung yếu của Hà Nội là nội dung được nhiều người quan tâm lúc này. Và nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại tuyến đê xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội sẽ thông tin chi tiết hơn tới quý vị khán giả. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khu vực bờ bao của một cái khu vực đê rất là trọng yếu của thành phố Hà Nội. Ở thời điểm này, như quý vị khán giả quan sát thấy là mực nước ở đây thì cũng đã ảnh hưởng và cũng đã nhấn chìm rất nhiều các diện tích cây và hoa màu của người dân. Vâng ạ, và cũng ngay tại đây thôi ạ, ở phía đằng sau lưng tôi, quý vị khán giả có thể quan sát thấy ạ, rất nhiều các lực lượng, công an, quân đội, dân quân và người dân thì cũng đã túc trực. Và thậm chí đây còn cả đêm nay thì các hoạt động này cũng vẫn sẽ tiếp tục. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thấy được thêm cái tình hình của các tuyến đê của Hà Nội ở thời điểm này sau khi mà các đoàn của Sở Nông nghiệp đi kiểm tra trong cả ngày hôm nay ạ. Vâng thưa ông ạ, hiện nay thì thực trạng của các tuyến đê của Hà Nội, nhất là những tuyến đê xung yếu như thế nào ạ? Như chúng ta cũng biết là thành phố Hà Nội là thành phố có cái tuyến đê, có hệ thống đê điều rất lớn với hơn 626 km đê. Từ đê cấp 3 đến đê cấp đặc biệt, và thành phố Hà Nội cũng là một tỉnh, một thành phố duy nhất có cái tuyến đê cấp đặc biệt với hơn 37 km đê, để thấy rằng là cái hệ thống đê điều là đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hà Nội. Thì hàng năm được sự quan tâm của thành ủy cũng như là của thành ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã được thường xuyên được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, và nên là hệ thống đê của chúng tôi theo đánh giá hiện trạng hàng năm thì đều đảm bảo cái phòng chống lũ, trong đảm bảo được lũ thiết kế theo quy hoạch. Nhưng mà ở thời điểm này thì nước các con sông đang lên rất cao, thậm chí hiện nay chúng ta đang ở mức báo động 2 như vậy, thì tình trạng các tuyến đê này như thế nào ạ? Thì tôi có thể khẳng định là hệ thống đê điều của thành phố Hà Nội vẫn đảm bảo chống lũ được theo các kịch bản và theo các cấp báo động, khẳng định là vẫn đảm bảo an toàn. Và cũng trước cái tình những cái tình huống lũ đã được cảnh báo thì thành ủy cũng như là ủy ban nhân dân thành phố, rồi cá nhân các đồng chí lãnh đạo thành ủy, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch thành phố cũng đã chỉ đạo sát sao công tác ứng phó với lũ. Ngay từ những ngay sau trận bão số 3 thì ban thường vụ cũng đã họp chỉ đạo để ứng phó với lũ, và sau khi nhận được tin. Nhưng mà với cái điều kiện mà như hiện nay của các cái con sông của Hà Nội như vậy thì chúng ta có lo lắng rằng khu vực trung tâm của thành phố, khu vực nội thành thì có thể bị ngập trong nước lũ không ạ? Cái hệ thống như tôi đã khẳng định là hệ thống đê điều của Hà Nội đảm bảo được chống lũ thiết kế. Ở đây lũ thiết kế chúng ta mới đang ở cái mức là sấp xỉ báo động 3 thôi, chứ cũng chưa vượt đến báo động 3 và cũng chưa đến lũ lịch sử, nên là chúng ta khẳng định là cái hệ thống đê điều đảm bảo và không có vấn đề gì xảy ra đối với hệ thống đê cũng như là với khu vực nội thành. Tôi cũng có thể qua đây cũng trao đổi lại là trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đã nhận được một cái số những cái thông tin trên mạng nói rằng là Trung Quốc xả lũ. Thì với quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc Trung Quốc xả lũ họ cảnh báo là một điều tốt. Thế còn lại cái theo cái thông tin tôi nắm được văn bản thì cái lưu lượng xả lũ của cái thủy điện ở Trung Quốc chỉ tương ứng với là có 250 khối giây trên giây, so với nếu chúng tôi so sánh rằng với một cửa xả của thủy điện Hòa Bình thì một cửa xả là 1.600 khối giây, thì nó chưa bằng 1/5, 1/6. Và chúng ta an toàn đúng không ạ? Tôi so sánh để chị thấy được rằng là nó rất là nhỏ và nó rất ở xa. Thủy điện Tuyên Quang là 600 khối giây, cái phần thủy điện này có 250 khối giây thôi, nên là và cái nó chảy về rất lâu, rất dài, nên chúng ta hoàn toàn bà con không nên lo lắng về cái việc là Trung Quốc xả lũ. Còn đối với xin cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi các cái thông tin cụ thể hơn với ông trong những phần sau. Và thưa quý vị khán giả, ngay ở thời điểm này thôi, rất nhiều các lực lượng vẫn đang khẩn trương để có thể đảm bảo những cái giải pháp để giữ cho những cái khu vực đê trọng yếu như nơi tôi đang đứng đây và rất nhiều tuyến đê của Hà Nội đảm bảo an toàn. Và xin mời quay trở lại trường quay ạ. Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Ngân về những thông tin vừa rồi.
Từ hôm qua đến giờ thì mưa lớn liên tục cũng đã làm giao thông đi lại trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều xe bị chết máy dẫn đến ùn ứ gần 3 km. Vậy thì hiện giờ tình hình giao thông tại đây ra sao? Phóng viên Hoàng Dương sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả. Lúc này tôi đang có mặt tại ngay trước trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ. Và như quý vị có thể thấy là với những xe có tải trọng lớn, xe tải, xe khách, xe container vẫn có quyền được đi tiếp. Còn ở bên này, với những xe từ 10 chỗ trở xuống sẽ nghe theo lực lượng chức năng di chuyển và không được đi tiếp. Bởi theo thông tin cập nhật từ lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường, hiện đã xảy ra tình trạng ngập sâu tại km số 191 tới 191+500 bởi hiện tượng là nước ở đường gom đã tràn vào trong đường cao tốc. Có những chỗ thì nước ngập sâu đến gần 1 mét, do vậy mà đã xảy ra cái tình trạng là ùn tắc cục bộ. Và nhiều lái xe có chia sẻ rằng là họ đã phải tắc cả tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển được qua nút giao cũng như là khu vực trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ. Do vậy mà khuyến cáo tới những lái xe hiện ai đang di chuyển theo hướng Hà Nội, Ninh Bình hay các tỉnh phía Nam thì đến khu vực trạm thu phí sẽ chuyển hướng sang hướng rẽ đi Thường Tín, nhập vào quốc lộ 1A, sau đó sẽ quay trở lại với trạm đường cao tốc. Còn với chiều ngược lại, ai đang di chuyển theo hướng Ninh Bình, Hà Nội thì đến km số 193 cũng sẽ chuyển hướng đi hướng Thường Tín, nhập vào quốc lộ 1A và quay trở lại với đường cao tốc. Theo khuyến cáo từ lực lượng cảnh sát giao thông, để đảm bảo lộ trình của mình an toàn và thuận lợi, quý vị khán giả, những lái xe và tài xế cần đặc biệt tuân thủ những hướng dẫn tại chỗ của lực lượng chức năng. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có mưa cả ngày, có những thời điểm mưa rất to, ngập úng, đọng nước xảy ra tại hàng loạt các tuyến phố, giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào giờ tan tầm. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thanh Huyền đang có mặt ngoài hiện trường để cập nhật tình hình. Chị Huyền ạ, hiện tại chị đang ở đâu vậy và tình hình giao thông nơi chị đang đứng là như thế nào? Vâng, kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì trời cũng đã bớt mưa rồi và tôi thấy là các phương tiện thì đang lưu thông bình thường. Hiện tại tôi đang đứng ở khu vực Đại lộ Thăng Long ạ, và đây là tuyến đường gom. Thường thường là các xe máy sẽ lưu thông ở đây, nhưng mà từ hôm qua thì tất cả các xe máy sẽ không lưu thông ở trên tuyến đường gom nữa, bởi vì đường gom bị ngập rất sâu và sẽ di chuyển sang đường cao tốc để đi vào đường rừng khẩn cấp. Ở ngay sau tôi đây là một cái biển giới hạn tốc độ vừa với được lực lượng chức năng cắm xong, và hiện tại thì Đại lộ Thăng Long bây giờ các phương tiện chỉ lưu thông với vận tốc là 60 km/h thay vì là 100 km/h như trước đây. Em chào anh ạ. Không biết là cái độ dài của cái tuyến đường mà xe máy và ô tô cùng lưu thông là khoảng bao nhiêu ạ? Theo phương án phân luồng thì cái độ dài của nó là từ km 7 đến km 10 cộng 350 và lối ra là nút giao An Khánh. Vâng, là khoảng bao nhiêu cây số ạ? Khoảng 3 cây, gần 3 cây. Cái phương án phân luồng này thì từ 9 giờ ngày 10 tháng 9 2024 thì đến khi có thông báo sau. Lúc là tùy vào tình hình thời tiết thì người ta sẽ có thông báo sau. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, và lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thì cũng sẽ ứng trực 24/24 giờ ở tất cả các điểm ngập để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Dự báo là đêm nay và ngày mai thì Hà Nội vẫn mưa, lượng mưa là từ 40-70mm và có nơi là tới trên 100mm. Xin mời trường quay tiếp tục chương trình ạ. Và cảm ơn chị Thanh Huyền với thông tin vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường theo dõi sát tình hình mưa ngập để quyết định cho học sinh nghỉ học. Sẽ có hai tình huống: các trường đảm bảo điều kiện học tập an toàn thì vẫn tổ chức dạy và học bình thường; các trường ở khu vực cảnh báo ngập sâu, mưa lớn diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn thì cho học sinh nghỉ, chuyển sang học trực tuyến. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng do bão số 3, đến thời điểm này có 7 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng, 1 giáo viên mất tích do bão lũ, hàng chục ngàn trường học bị hư hại, hàng triệu học sinh chưa thể đến trường. Các địa phương cần sớm tính toán những thiệt hại về trường lớp, thiết bị, sách giáo khoa để lên phương án khắc phục. Sau đây sẽ là cập nhật thông tin từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là nơi đang phải gánh chịu mất mát lớn nhất về người do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm và may mắn là số người được tìm thấy đang dần tăng lên. Đến thời điểm này thì đã tìm được 35 thi thể. Phóng viên Trường Sơn đang có mặt tại hiện trường sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Tôi đang ở hiện trường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và như quý vị có thể thấy thì đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng đã
huy động một lực lượng lớn các cán bộ chiến sĩ, rồi thì lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, quân số trên thực địa lên tới khoảng hơn 500 người. Và ở phía sau lưng tôi thì các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy này, các cán bộ cảnh sát cơ động này, rồi thì lực lượng các chiến sĩ của quân khu 2 đang tích cực tìm kiếm. Như quý vị thấy thì là một lượng lớn đất đá từ trên đỉnh núi đã đổ xuống, vùi lấp nghiêm trọng cái khu vực vốn là bản làng này. Và ở kia thì có rất nhiều những cái cây gỗ to, rồi rất nhiều những hòn đá lớn đang che lấp lên cả một cái khoảng dân cư đã bị vùi lấp như vậy, khiến cho các cái nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm là phải tìm kiếm bằng được tất cả những nạn nhân bị mất tích, nên là từ 2 giờ chiều cho đến bây giờ, các chiến sĩ cũng đã nỗ lực tìm kiếm, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã tìm được một số nạn nhân và tìm được một số bộ phận thi thể người. Cái công tác tìm kiếm thì gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là như quý vị thấy là nước vẫn đang chảy xiết. Tuy nhiên thì các cán bộ chiến sĩ đều quyết tâm là sẽ tìm kiếm, làm việc xuyên đêm, chia thành nhiều ca nhiều kíp để nhanh chóng tìm kiếm được hết các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Còn tại Cao Bằng, mưa lớn liên tục, tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng, chia cắt các tuyến đường giao thông nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên chiều nay đã tìm thấy thêm một người mất tích. Nhóm phóng viên thời sự cập nhật những tin tức mới nhất từ hiện trường. Đường đến xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, ngoài sạt lở đất còn bị vỡ, nứt, có đoạn sụt lún lên đến 50cm. Đi hơn 20km đến điểm sạt lở lớn nhất cũng mất cả nửa ngày. Nơi tôi đang đứng, chỉ cách đây có 2 ngày thôi, còn là một gia đình với 5 người sinh sống. Nhưng nay, chỉ còn là bùn đất và những mảnh vỡ còn sót lại. Và liên tiếp ở kế bên là 5 hộ gia đình khác cũng đã bị cuốn trôi đi vì sạt lở đất. Trong chiều nay, đã tìm thêm được một thi thể là nữ bị vùi lấp từ ngày 9 tháng 9. Nhưng đây mới chỉ là một trong 2 người đã mất của gia đình bà Triệu Mùi Lai, bởi con trai bà thì vẫn chưa tìm được. Quay trở lại thì không thấy con đâu nữa rồi. Chưa bao giờ thấy sạt lở như thế này. Giờ sợ lắm, không biết nên sống tiếp ở đây như thế nào nữa. Còn gia đình anh Hoàng Văn Vạn còn 5 người, may mắn là mẹ và 2 con đã kịp thời thoát nạn. Nhưng vợ anh thì không qua khỏi. Trong lúc chạy thì hôm nay bà cũng bị thương, con cũng bị thương, bà thì bị thương hơi nặng. Thì hiện tại thì bà cũng đi đưa đi bệnh viện huyện Nguyên Bình cấp cứu, đi chữa thương. Có những gia đình là họ hàng với nhau nên có người mất cả 6 người thân. Nhưng điểm sạt lở rộng đến hơn 2 km² nên việc tìm kiếm các nạn nhân là vô cùng khó khăn. Thời tiết ở khu vực này kể cả ngày đêm thì mưa rất là thất thường. Lượng mưa ở đây cũng rất là lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác cứu hộ cứu nạn. Sớm trước là 17 giờ vào buổi chiều hàng ngày, để là sau đó chúng tôi phải rời khỏi địa hình, bởi vì về đêm rất là khó quan sát cũng như là khó cơ động về đến vị trí an toàn. Khó khăn nhất lúc này là tình trạng sạt lở liên tục do mưa lớn. Đường vừa khắc phục xong thì chỉ sau vài giờ lại tiếp tục sạt lở. Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 công dân về hành vi là không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của Cơ quan Phòng chống thiên tai Thủy lợi Đê điều. Trước tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp, mực nước sông Thao dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã vận động yêu cầu một số hộ dân thuộc khu vực bãi bồi Phú Động, thuộc khu Phú Động, thị trấn Cẩm Khê phải di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, 2 công dân trên địa bàn này đã cố tình không chấp hành và bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã phải tìm kiếm 2 công dân này trong nhiều giờ và đưa họ vào nơi tránh trú bão an toàn. Cơ quan công an đã xác minh và củng cố hồ sơ và xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. Hàng chục nghìn các phần đồ nhu yếu phẩm đang được các lực lượng chức năng dùng mọi cách để ứng cứu đến tay gần 10.000 người dân đang bị nước lũ cô lập tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, và phóng viên Khuất Minh ghi nhận tại một trong 2 vùng rốn lũ của Phú Thọ.
tất cả các đường liên thôn, liên xã đều ngập úng cục bộ. Phương tiện di chuyển thuận tiện nhất lúc này là xuồng được lực lượng chức năng tăng bo và thuyền chèo tay. Tất cả đều chất đầy nhu yếu phẩm, có thể ứng cứu hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập trong mênh mông biển nước. Lại thì ngập sâu lắm rồi, ngập sâu hơn 2 mét. Có đường nhựa này. Ba xã luôn, từ trên Liên Vương, An Thượng đang hà cũ, bây giờ đâu nào xã đang thượng. Anh Trần hai ra. Người bơi tốt, biết thông thạo địa hình ở đây. Thì mới giải quyết được. Ở trước mắt chúng tôi đã đều có những cái chốt tại chỗ để tập trung là đưa những người dân là về những nơi an toàn, ví dụ như là trụ sở công an, những điểm cao hộ dân hoặc là ở khu văn hóa để đảm bảo các hộ dân tập trung giải quyết, sau đó là lại những cái điểm trung chuyển để đưa người dân đến nơi an toàn tốt hơn. Mất điện, mất nước, không có sóng điện thoại để liên lạc được, nên dù chỉ cách nơi hiệp đồng với chính quyền địa phương gần 1 km nhưng cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để có thể di chuyển được vào. Cứu người ở khu vực nguy hiểm trước, người trước mới đến tài sản sau. Với quan điểm là không để người dân trong ở khu vực nguy hiểm, phải bảo đảm an toàn tính mạng. Như quý vị và các bạn thấy, cái mực nước tôi đang đứng đây thì đã đến đầu gối rồi ạ. Nhưng sau thuyền này nhìn ở phía xa kia, ở cột điện và những cái ngôi nhà kia thì nước đã dâng đến gần hết tầng 1 rồi. Việc di chuyển vào những khu vực bị ngập úng như thế này thì đang rất khó khăn tại khu 5 của xã Đan Thượng của huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại dù là không mưa nữa thế nhưng mà cái lượng nước rút ở đây thì sẽ rất là chậm ạ. Nó sẽ rất là chậm để rút và cái đường đi vào đây thì rất khó khăn bởi vì là các cái khu vực ngập úng này lại nằm xen kẽ. Vào lúc này thì cả nước đang hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Các doanh nghiệp vận tải từ đường không, đường sắt, đường bộ cùng chung tay hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào phía Bắc đang bị ảnh hưởng của bão lũ. Ngay lúc này thì trên mạng xã hội, người dân trên khắp cả nước đang kêu gọi nhau chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm gửi đến người dân vùng lũ. Họ cùng nhau chuẩn bị áo phao, bánh mì, chuẩn bị các phần nước gửi tới bà con vùng lũ với mong muốn vơi bớt đi những khó khăn trước mắt, sớm vượt qua giai đoạn khốn khó này. Và trong những ngày vừa qua thì nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã tới với các tỉnh vùng cao. Tuy nhiên cũng xin được lưu ý là dù mưa đã giảm, thế nhưng tình hình sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn rất phức tạp. Các đoàn thiện nguyện vì vậy cần liên lạc trước và phối hợp với chính quyền địa phương để có thể có tính toán được lộ trình phù hợp và gửi được nhu yếu phẩm tới bà con. Và đặc biệt là cần đảm bảo an toàn cho chính những người đi làm từ thiện. Vâng, làm từ thiện trong bão lũ cần trái tim nóng nhưng cũng cần cái đầu lạnh.